Ok, bây giờ tiếp theo là chúng ta vào Lightroom. Mở phần mềm Lightroom các bạn. Chuẩn bị chiến thôi. Vâng. Trong mấy đây là cái album hôm trước mình vừa edit xong về hình thôi nói sinh nhật. Phần Lightroom thì mình đã tắt hết mấy cái chế độ này đi rồi các bạn. Mình chỉ còn để hai chế độ là Library và develop thôi, là cái này develop à clip gì library ha, rồi là mình để import cái hình vô đó các bạn. Nhưng mà trước khi import thì mình nên tạo một cái new catalog mới các bạn. Hồi nãy mình chép file thì mình có đặt tên trong cái thư mục đó, thì trước sau khi mình đặt xong cái mình copy luôn thì nó lưu trong cái bộ nhớ tạm của đó của máy tính đó. Rồi bây giờ mình qua bên đây mình tạo thì mình bắt ra thôi. Rồi ok, nó tạo một cái thư mục mới, đây một cái catalog mới các bạn. Đó, sau khi tạo xong thì các bạn import hình ảnh vào, mình import thì mình chọn cái thư mục hồi nãy của mình đó. Photo này, hình raw này, block, logbook này, áo blue này. Đây đúng không? Toàn bộ 214 file. Ok, em bật vào thôi. Đó. Rồi mình chuyển qua cái chế độ develop để mình chỉnh sửa nha. Mình có thể nhấn phím D các bạn. Phím tắt là phím D. Ok, đây là hình raw cho nên qua đây thì nó bị năng sáng lên một tông, một vài tông gì đó các bạn. Hình này thì mình có thể áp dụng cái reset tonal của mình này. Đấy, nó có sẵn rồi các bạn. Các bạn muốn lấy reset này thì cái việc comment ở dưới. Thường thì mình làm xong mình có lưu sẵn mấy cái reset lại các bạn để mình những cái mà mình dùng đèn mình chụp ở trong phòng rồi đó. Không cần phải chỉnh nhiều các bạn ơi. Và có thể chọn standard cũng được, standard thì cái màu nó không có đẹp, nó không có tươi, nó không có rực lên. Standard nó gần giống như cái hình hình raw này các bạn, nó không có sự khác biệt. Còn cái bot trend này, thí dụ chân dung á thì nó ok hơn. Đây, chọn cái này đi cho nó đẹp, lên 20 tông màu nào, bỏ cái chế độ lens ra để cho thấy cái độ sâu của cái trường ảnh, nó thu hút người ta hơn. Này là hồng quá đúng không? 4 mình được. Bốn ngàn tư. Ok, vậy là đẹp rồi các bạn à. Copy thôi, bắt qua những cái tấm này. Crop lại, gần gần lại xíu nào. Đã chạy ra xóa mấy cái này đâu. Ok các bạn. Và nếu này thì phải xuống dưới đây luôn. Ok, bắt nào. Nhớ canh lại cho nó thẳng nha các bạn. Thẳng cái cột này, cột bên bên phải nè. Ánh sáng mà mình đánh giữa trần các bạn nó rất là đẹp các bạn. Chứ thực tình mà không có ánh sáng giữa trần nhìn cái hình nó không đẹp. Nó không cái mềm mịn. Nhớ là crop hình theo 1/3 nha các bạn.
hình RAW khi các bạn import vô thì nó có hiện tượng giống như là dư sáng các bạn, nhưng mà không sao, RAW mà kéo máy nó cũng chẳng được. Đây thì nó là trở thành 1/4 luôn rồi, crop lại bớt đi. Cái này thì nó hơi thấp, thấp thì mình crop lại bớt các bạn, để cho cái hình nó đỡ bị thấp đi, nó bị xốp xốp. Chụp live view các bạn, cái độ bắt nét nó không cái nó chỉ bắt nét gần gần thì ok, mà hay là mình zoom lên thì ok, bắt nét xa là nó không có chính xác, nhiều lúc nó bị ao xốp hình. Nếu mình chuyển qua chế độ standard này thì cái màu trắng nó ok hơn. Thế mình chuyển thử cái hình nơi này thì nó cũng ok các bạn. Thì copy mình bắt qua cái hình mới vừa chỉnh rồi nè, nó không có rực bằng, nhưng mà nó lại được cái màu trắng nó chuẩn trắng hơn, nó không có bị ám xanh. Tại vì mình còn làm qua Photoshop nữa các bạn, cho nên qua đó mình làm cho hình nét lên hơn, cái độ gai hơn và mềm mịn hơn thì nó nhìn nó đẹp hơn nhiều các bạn. Đây là chủ yếu là mình gọt bỏ những phần chưa hoàn chỉnh, màu sắc thì mình cho lên một chút, qua bên kia thì mình hoàn thiện dần lại cái độ da nè, như là người gọn gàng lại. Mình lấy luôn hệ màu standard luôn các bạn, nhưng các bạn chọn ở trong cái chế độ là cam hay này, ở trong cái chế độ này nha, camera matching nha các bạn, nó có mấy cái mục này, mình chọn trong mục này nha, đừng chọn mục Adobe nha, màu Adobe nó không cái đẹp, cái màu cái dải màu của nó rộng nhưng mà nó là không đẹp, nó không cái nịnh mắt hơn. Mình làm cho khách hàng thích mà, Adobe là để in ấn nên nó chuẩn hơn. Nhưng mà trong cái phần thiết kế và in ấn thì người ta sẽ in theo hệ màu CMYK, đó là CM A và B, nó là màu xanh dương, màu ca, màu hồng các bạn, màu manta đó, màu hồng, màu vàng, màu đen, nó gồm 4 hệ màu cộng lại. Màu bên đó là nó không cái rực giống như màu RGB các bạn, RGB là màu để mình coi trên hình ảnh rồi đó. Hiện tại Lightroom thì mình đang xuất theo cái hệ màu sRGB đó, còn RGB là để mình làm trong Photoshop. Nói chung là nó build lên những cái trình duyệt web hay là điện thoại máy tính, in ấn thì nó dùng cái chế độ màu khác. Thường các bạn làm bên Photoshop các bạn xuất qua in, nếu các bạn in ở mấy cái phòng lab á thì người ta sẽ in theo cái chế độ màu của mình làm, đó là sRGB. Còn các bạn mà đưa qua những cái phòng in, những cái tiệm in ấn á, thì người ta in ra sai màu hết, tại vì người ta in tới chế độ CMYK là chế độ 4 màu, cho nên in ra sai màu hết. Chỉ có trong lab họ in theo chế độ màu của mình làm thì nó mới giống thôi các bạn. Các bạn lấy hình này các bạn đi in poster, in card visit đồ, in mấy cái gì, in đinh giấy, mấy cái ấn phẩm rồi đó thì sai màu. Còn mình rửa màu in đinh giấy phim, giấy ảnh đó, thì RGB, sRGB. Mình là bên chuyên thiết kế in ấn các bạn, mình mới sang cái mảng photo chụp hình này là từ 2015, còn mình thiết kế là từ 2008 2006 là mình bắt đầu học 2 năm trung cấp, sau đó mình chuyển qua cao đẳng liên thông luôn, rồi thêm 2 năm nữa là từ 2006 đến 2008 là mình xong cái chương trình trung cấp các bạn, là mình đi làm rồi, mình xin ra ngoài mình làm rồi.
Sao mình đi làm mà canh ngày thì canh canh đêm mình học liên thông. Nó mình học mình vừa học vừa làm như vậy nó rất là tốt các bạn. Mình nắm được cái thực tiễn luôn. Canh ngày thì mình làm quen với cái công việc của mình là thiết kế hoài cho nên mình quen công cụ các cách sử dụng. Còn tối mình đi học thì vô anh. Những bạn mà đăng ký học liên thông luôn mà không cái qua không phải là đang đi làm á thì cái thao tác sẽ chậm hơn, nó không có quen với lại cái việc là thiết kế hơn. Còn mình vừa đi học vừa đi làm thì mình ngày nào mình cũng tiếp xúc với công việc rồi nên nó rất là nhanh. Tốt nghiệp thì là khá các bạn, mà mình không tìm lấy các bạn luôn tại vì mình đi làm rồi, mà làm công ty ở Việt Nam cho nên không cần bằng cấp, chỉ có kinh nghiệm là được rồi. Xong cái đó thì mình thiên thông chi không biết nữa. Mình tốt nghiệp từ 2008 cho đến 2010 là tốt nghiệp, 2010 là bây giờ là 20 rồi các bạn, 2020 10 năm rồi mình bỏ cái bằng ở trường luôn á, mình không tìm lấy luôn, cho luôn, tặng làm kỷ niệm luôn á. Bây giờ giờ quay lại lấy chắc người ta chửi cho à. Mà lấy chi đâu, bây giờ là làm photo rồi đâu cần cái đó nữa đâu. Bây giờ là mình lấy là lấy show thôi các bạn ơi. Ngày kiếm show chạy là quá ngon. Không có thì 2 ngày một show cũng được. Chứ đừng cái một tuần một show là đói các bạn. Mình mới chụp show bữa thứ bảy thì sinh nhật mình có làm cái video lần trước đó các bạn. Hôm nay là thứ hai mình chụp show này. Tuần này hình như chưa có show ấy. Tuần này đúng rồi, tuần là lễ không có show, chưa có show. Năm nay chứ còn mấy năm trước thì vẫn show đều đều các bạn, một tuần ngày vài show là bình thường luôn á. Nhưng mà năm nay cái bà Covid đó bà hại quá. Gặp bà ở đâu thì chết. Né bà luôn chứ không dám đụng bà luôn. Hình chủ yếu làm là mình chủ yếu là mình bắt cái màu ra rồi mình crop hình lại các bạn cho nó hoàn thiện cái khung hình thôi, chứ còn cái thông số mình đã có sẵn rồi đâu có cần chỉnh gì đâu, chỉ có cái hình dư sáng hay là thiếu sáng một chút chỉnh thôi. Lấy reset thì inbox ở dưới nha, mình gửi luôn, không có gì phải giấu hết. Cái nhiều người làm tất nhiên còn đẹp hơn mình nữa các bạn, mà người ta không cho, người ta không chia sẻ. Những bạn mới vô thì rất cần những clip này để coi đi làm cái hình thương mại như thế nào đúng không. Ngày xưa mình cũng vậy thôi, mình cũng đi tìm YouTube rồi nhưng mà người ta chỉ cái này cái kia chứ còn ít, ít ai mà chỉ quá trình làm việc thương mại đó các bạn, tại vì đây là công việc để kiếm tiền. Thay vì các bạn bỏ tiền ra để được người ta đào tạo 1 tháng 2 tháng gì đó thì các bạn nắm rõ mấy này luôn. Bên mình cũng có nhận đào tạo các bạn, các bạn cần học thiết kế in ấn hay là chụp hình liên hệ mình luôn. Sơ thì mình đều đều đi theo mình là không có đói. Giàu không là do các bạn nhiệt tình, các bạn có nhiều show đi hay không, chứ còn đói thì không đói được rồi vì tuần nào cũng có show. Riêng riêng cái tháng này thì không ai nói, không ai đảm bảo chắc được tại vì ai cũng đói, đói nguyên cả nước Việt Nam. Trần này nó thấp cho nên mình đánh lát là đánh lát đầu bình thường thì mình đánh 1/8 các bạn, nhưng mà đối với những cái trần nó thấp nhẹ mình có thể giảm bớt gần 1/16, có thể hơn 1/16 một tí thôi. Nếu các bạn đánh lát mạnh thì bắt buộc phải siết siết khẩu lên, mà mình chụp cái này một người mà siết khẩu 4/5 thì làm gì, khoảng 3.5
3.2 hoặc là 2.8. 2.8 là đẹp nhất các bạn, nó số phông đẹp nữa. Chụp tập thể thì mình đẩy lên khẩu 4. Khẩu 4 mà khi đó dùng LED 1/8, đứng xa xa ra khoảng 3 mét rồi. Ok, mềm mịn luôn. Còn đứng gần gần lại khoảng 2 mét, 2 mét rưỡi thì mình giảm đèn xuống các bạn. Cái này thì mình phải đi thường xuyên thì mình mới quen được. Chụp tấm nó không đủ sáng hoặc là dư quá, giảm xuống, giảm đèn xuống. Mình coi thấy mình chốt cái khẩu chưa, chứ mình chưa cái chốt cái khẩu mà mình giảm đèn này. Nhiều lúc cái khẩu nó không có ổn định, nhiều lúc mình đang để khẩu 2.8, mình giảm đèn xuống, giảm đèn nhiều xuống. Chừng chụp tập thể nguyên một hàng mấy người về khẩu 2.8 mà nhiều lúc nó không cái rõ hết được. Chụp tập thể thì khẩu 4 các bạn. Khẩu 4 là đẹp chứ không phải ai bắt bạn phải là khẩu 4 đâu. Bạn thích khẩu 5, khẩu 6, khẩu 7, khẩu 8 là quyền của bạn. Bạn để khẩu lớn thì nó xóa phông đẹp hơn. Nhưng mà ngược lại nó sẽ không rõ hết cái chủ thể các bạn được. Riêng chụp một người thì bạn để khẩu mấy cũng được. Xóa phông thì để khẩu càng lớn càng tốt, maximum lên có nhiêu thì để nhiêu. 1.8 này để 1.8 mà thường người ta đừng có để maximum các bạn. Mình để trên đó một nấc lên 1.8 mình để 2, trên 2.8 này mình để 3.2. tại vì trừ những trường hợp cái lens nó bị out of focus thôi, chứ còn lens mới thì cứ để maximum, có nhiều xài nhiều. Lên chất lượng các bạn, chứ bỏ tiền ra mấy chục triệu mua cái lens mà không xài được cái khẩu maximum thì bỏ tiền chi. Từ cái lens Sigma hạt của mình 1.4 á, chụp thì mình một người là mình để 1.4 thôi, số phong mù mịt. Mình đưa khách ra cái đường luồng này là để mình lấy cái trường ảnh nó sâu các bạn. Ở phía sau có cái dãy đèn nè, có mấy cái shop phía sau nè, xa phía sau thì mình không có thấy chi tiết là shop gì đúng không. Mình chỉ lấy thấy được ánh đèn nó đẹp thôi, dãy đèn đẹp. Chụp tập thể nó cũng sướng các bạn. Mình lựa chọn cái view đẹp một cái là cứ đưa ra hết người này tới người kia ra, cũng có nhiều cảnh đó chụp lại hoài hoài luôn. Trừ khi những bạn cá tính thì bạn thích những cái kiểu cá tính thôi, còn người bình thường thì mình đưa ra mình chụp theo người đầu tiên thôi. 4-5 kiểu, 5-6 kiểu gì đó. Có bàn ghế ngồi thì mình chụp thêm cái ngồi nữa, còn không có gì thì cứ đứng tạo dáng mấy dáng thôi. Ai rồi cũng sẽ già các bạn, chỉ có Photoshop là giúp người ta không già được thôi, chỉ giúp không già thôi nha các bạn, nhưng mà thực tế thì vẫn già bình thường. Cái màu standard thì cái màu xanh lá nó ít xanh hơn, nó các bạn thấy nó nhạt nhạt hơn đúng không? Nó không có rực màu giống như màu bột chay có chữ chân dung đó. Các bạn muốn người khách thích thì mình chụp theo, mình setup theo cái kiểu chân dung á, kiểu bột chay nhé. Tiếng Anh thì mình đọc không có chuẩn các bạn, đọc sai đừng có trách nha. Các bạn biết đó là được rồi, cái chế độ chân dung á thì nó nịnh mắt hơn, người ta thích hơn. Màu standard hay màu trung tính các bạn, nhưng mà nó sẽ không giống thực tế ở ngoài. Độ màu xanh lệch nó sẽ bị ám vàng nhiều hơn, nó giống màu Sony các bạn ơi. Thường Canon thì trắng hồng đúng không, trắng hồng thì chuyển qua chân dung là trắng hồng thôi à.
Nếu mà chụp dạng chụp tiệc bình thường thì mình chỉnh cái này xong là mình xuất hình giống như hình sinh nhật hôm trước đó các bạn. Mình chỉnh vậy là mình xuất hình, mình giao khách thôi. Và hình chụp cái này thì mình sẽ edit qua Photoshop một cái nữa. Cái mấy cái mà chụp chân dung một người á thì mình bóp eo rồi mình gọt cằm với like rồi thì nó hơi lâu một chút. Còn cái chạy da, cái làm nét thì mình nhấn phím tắt là xong các bạn. Máy các bạn mạnh thì các bạn làm nhanh lắm. Một nhấn phát là xong, nó chạy liền, chạy hai ba thao tác là mà 1 2 giây là xong à. Còn máy chậm thì đợi lâu lâu một chút. Clip thì mình up lên YouTube các bạn, cho nên mình không có bỏ nhạc được, nhiều lúc người ta vi phạm bản quyền, tại vì mình có bật kênh kiếm tiền á, cho nên nó sẽ diệt bản quyền các bạn. Nhiều lúc nhạc dính bản quyền cái là nó sẽ đánh nguyên tắc cộng đồng, vi phạm giống như mình vi phạm giao thông á, nó sẽ quẹt lỗi, nó sẽ có cái thông báo cho mình bị một lỗi trong cái thời gian là 3 tháng mình không phạm lỗi tiếp thì cái lỗi đó nó sẽ bị mất. Còn nếu ba phạm phạm lỗi tiếp thì hai dấu, và nếu mà bạn bị 3 dấu thì coi như là bỏ tài khoản Facebook hay bỏ tài khoản YouTube luôn, tạo lại kênh mới. Tạo lại kênh mới thì các bạn đi tìm tìm bạn bè rồi đi subscribe lại thì lâu lắm các bạn bật được kênh tính tiền là tới 1.000 subscribe với lỡ 4.000 gì lượt view á, bạn phải view đủ 4.000 giờ, 4.000 giờ lận á, nhiều lắm các bạn. Còn subscribe thì các bạn có thể subscribe cho người ta rồi người ta mình nhắn người ta subscribe lại thôi. Bây giờ cộng đồng người ta hỗ trợ nhau như vậy đó các bạn, cùng nhau kiếm tiền bằng YouTube, không cái làm hại tới ai các bạn. Mình kết bạn với người này, mình đăng ký kênh của họ thì họ đăng ký kênh của mình, có qua có lại. Đối với những cái hình mà trong cái này cái ánh sáng nó tối một xíu đúng không, khi mà mình tăng lên rồi thì mình copy các bạn, mình copy cái hệ màu đó để mình dùng cho những tấm hình đó. Lát qua cái không gian khác thì mình lại mất thời gian vài giây để mà mình chỉnh lại thông số tăng hay giảm, rồi sau đó mình copy tiếp cái mới đó, bắt đầu mình áp dụng cho những cái sau tiếp. Tại vì mình thay đổi cái không gian cho nên bắt buộc các bạn phải chỉnh thông ánh sáng, nó thay đổi theo các bạn. Mới giờ hồi nãy giờ mới có một cảnh thôi đó, chỉ có cảnh hai nè. Cảnh hai thì cái ánh sáng không gian nó khác các bạn thấy không, thì cái ánh sáng nó khác tiếp thì mình phải bắt buộc phải thay đổi ánh sáng tiếp các bạn. 41 hay 43 đi, nó vàng vàng chút đi, trắng quá thì nó sẽ bị xanh. Mình chụp một kiểu, mình có thể chụp vài tấm cho khách các bạn, không cười rồi sau đó cười, hay là nhìn bên chỗ khác, nhìn hướng khác rồi đó, mình chụp vài tấm cho họ thì mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Góc này họ không đẹp thì góc bên kia thì họ sẽ đẹp, chứ đừng có chụp ít quá, đã sẵn đi chụp rồi thì đừng để nó thiếu các bạn ơi. Trừ những trường hợp mà chụp nhanh chụp lẹ giống như cái khu vực người ta không cho chụp hình đó, mà các bạn nhảy vô bằng chụp hình thì tất nhiên là phải chụp lật đật rồi, bắn bay ra liền, chứ không người ta đuổi. Người ta nói có những chỗ người ta bắt xóa hình luôn á. Đây thì mình không có vô trong cái quậy của người ta, mình đứng ở phần trước rồi thôi, cách xa khoảng 2 mét, 2 đến 2 3 mét các bạn, thì không ảnh hưởng gì tới người ta, mình chỉ lấy cái background người ta thôi. Tại vét mà, vét thì mình chuyển qua mạnh mẽ một chút.
Còn áo blue thì mình có thể đứng ở con đường kia cũng được. Tấm này có thể rớp lên đây, nhưng mà rớp vậy thì nó không đẹp, giống như người ta mặc quần tây rồi. Rớp phải thấy cái váy nha các bạn, để phân biệt được cái váy. Con gái mà nhìn con váy thì nó phải hấp dẫn hơn. Như vậy là đẹp rồi. Bà này thì ngựa. Phiên bản lỗi của phiên bản phía sau các bạn. Tấm này chụp cho vui thôi. Một người chụp là người khác chụp theo các bạn ơi. Thì chụp nhóm nó vậy, nó có những cái hay lắm. Không biết nó đẹp hay không, nhưng mà thấy người ta khác chụp là chị muốn chụp chỗ này nữa, em muốn chụp chỗ kia nữa, chụp cho em tấm chỗ này đi, chỗ kia đi. Ok, cứ vào đó đi, mình sẽ chụp hết. Đối với mình chụp hình thì mình nhìn theo cái mức độ đó là ảnh nó sắc nét chưa, ánh sáng nó đều chưa. Còn khách hàng thì họ nhìn theo cái thần thái của họ các bạn, họ không quan tâm là ánh sáng đều mịn hay là mềm, vì họ đâu biết mấy cái đó đâu. Họ chỉ thấy được thần thái của họ thôi. Họ thích một cái là ok, đẹp đẹp đẹp. Còn họ không thích là chị thấy cái này chị xấu xa quá, nó chưa đẹp, chụp lại cho chị đi. Ok, chụp lại cho chị luôn. Theo lịch hẹn thì chụp hai trang phục các bạn, mà cái này là bốn trang phục luôn, có thể năm luôn. Tại vì cái nhóm dược sĩ này thì mình chụp nhiều lắm rồi, từ cái lúc mà tốt nghiệp học cái trường ở bên trường Lạc Hồng đó các bạn, bên biên hòa có cơ sở nhưng bên dược với nó đó, thì mấy chị này là học liên thông lên thì bên đó học, từ bên đó rồi khi mà tốt nghiệp á thì có kêu mình chụp để tốt nghiệp, rồi chụp cái chụp hình ảnh ở sân trường chơi rồi nhóm rồi đó. Mình cũng chụp được mấy show một lần thì mấy người á, một nhóm thì khoảng 5 7 người, 10 người, mười mấy người các bạn. Cho nên rồi bây giờ thì kêu chụp cái này để lấy hình ảnh để bán sang mỹ phẩm gì rồi. Mấy nhà thuốc mà người ta có bán theo dược phẩm rồi mỹ phẩm rồi đó. Rồi có những chương trình của bên nhà cũng mấy cái công ty dược á, họ có chương trình là những cái quầy thuốc tây nào mà bán cái số lượng nhiều á, thì sẽ có phần thưởng á. Mấy chị này muốn có hình ảnh đẹp để up lên để thu hút khách hàng hơn, khách hàng quan tâm đến sản phẩm đó, bán được nhiều thì có được cái phần thưởng. Mà cái phần thưởng là đem lại thì bên công ty người ta lời rất nhiều các bạn. Mấy cái quầy thuốc tây thì chỉ lấy theo doanh số thôi. Họ đưa ra giải thưởng giống như là vài triệu đi, rồi biết bao nhiêu nhà thuốc chạy quảng cáo cho họ, PR cho họ miễn phí các bạn. Đó là cách PR mà bỏ tiền ít nhất mà được nhiều người biết đến nhất. Tại vì một nhà thuốc thì họ quan hệ biết bao nhiêu là người, anh chị em dòng họ bạn bè cứ xe xe cho họ đó, một người xe lên thì biết bao nhiêu người biết đến và biết bao nhiêu nhà thuốc xe. Cho nên họ bỏ ra con tép mà họ câu về là con tôm hùm đó các bạn. Cái vest, nhưng mà vest trắng mà mặc áo trắng luôn là không ổn các bạn. Hay bà chị gái của mình khuyên rồi, nếu mà vest áo vest trắng thì mặc áo trong màu đen, hoặc là cái vest ở ngoài màu đen áo trong màu trắng, thì nó như vậy nó có sự tương phản và nó sẽ nổi bật hơn so với mặc nguyên một bộ đồ trắng như này.
chụp hình ở mấy trung tâm thương mại thì mình chỉ lấy cái view của người ta thôi các bạn, mình đừng nên vô quầy của người ta để chụp hình. Nhiều lúc họ sợ chụp sản phẩm á, mấy cái đối tác cạnh tranh chụp sản phẩm á, người ta không cho chụp, nên mình hạn chế vô trong quầy của người ta chụp cho các bạn. Mình đứng ở ngoài thôi, mình lấy cái view của họ thôi. Và những cái quầy đó, ánh sáng nó rất là đẹp các bạn, mình lấy cái view từ xa thôi để nó thấy cái bokeh lên đó đẹp, chứ mình đừng chui vô đó luôn. Chui vô cũng được thôi, chụp vài tấm rồi ra thôi. Chụp điện thoại thì không ai nói gì các bạn đâu, mà tại vì mình là chụp dịch vụ máy cơ, cái đèn LED rồi hoành tráng, mà bước vô một cái là người ta biết à, người ta sợ mình chụp mẫu, lấy mẫu của người ta. Mà thực chất là mình đâu phải mẫu đâu, mình chỉ chụp mẫu đúng rồi, mà mẫu đây là mẫu người chứ không phải là mẫu sản phẩm các bạn. Mà nói chung là hạn chế vô trong đó đi các bạn, trừ khi vô mua đồ, mua thì xin chụp vài tấm ok vui vẻ cả bên, còn không mua mà vô xin chụp không ta đủ ra phải ra thôi chứ. Vô tình cái thương hiệu này nó nằm trong cái khung hình này luôn các bạn. Up lên Facebook thì nhiều người biết đến biết cái thương hiệu này hơn, ai đó quan tâm thì họ sẽ search cái tên thì nó ra thôi các bạn, công nghệ mà, chỉ cần biết cái tên thôi thì bạn search ra thôi. Facebook cũng ra thì search Google, cửa nào cũng ra. Cái tấm hình này là chụp ở ngoài cái không trung ở ngoài này, giữa trung tâm á, ánh sáng nó không có trần để mình dựa đèn đó, thì nó bị thiếu sáng, hình nó sẽ xốp, nó không có nét căng được. Hình này mình giảm khẩu, mình giảm xuống một khẩu nè, cho nên lấy thông số bên kia ngoài là bị dư sáng này, giảm lại chút thôi. Các bạn chụp thì bạn để ý. Tại mình chụp ảnh RAW cho nên cũng không cái quan trọng là dư hay thiếu. Còn mấy bạn chụp JPEG đó, chú ý. Chú ý để cho mình dìm bớt sửa đó các bạn. Chứ chụp mà về tấm nào cũng sửa. Thời gian đâu mà chụp, thời gian đâu nghỉ ngơi, thời gian đâu làm việc khác. Tới mùa cưới hay là mùa tiệc thì canh ngày mà đi chụp cái dạng này, canh tối là về là 5 giờ rưỡi là chạy đi chụp thôi nôi sinh nhật hay là cưới nữa các bạn. Rồi đâu có thời gian là mình sẽ chỉnh hình, nên mình chụp phải như hình phải hoàn thiện 90% rồi các bạn. Chứ không có chụp cái kiểu mà chụp để về chỉnh nha, chụp để về xuất ra giao hình, chứ không phải chụp để về chỉnh rồi mới xuất. Tại vì quen biết cho nên mình lọc hình mình giữ lại rất là nhiều các bạn. Chứ nếu như mà khách lẻ, khách mới chụp lần đầu thì mình sẽ giữ lại ít hơn, lượng hình ít hơn. Mình giữ lại góc đó mình chụp ok có hình, chứ các bạn đừng có xóa cái đó nha. Giống như là cái góc đó các bạn chỉ có chụp nhưng mà các bạn thấy nó không đẹp các bạn xóa đi, thì người ta sẽ hỏi ai ngay em có chụp cái khúc cái đó mà sao giờ em không thấy hình, là tìm không biết ở đâu ra luôn các bạn. Nên mình đã chụp cái góc nào thì phải giữ lại góc đó, cho dù nó có xấu hay là gì đó mình phải giữ lại các bạn, đừng để thiếu góc. Đã chụp là phải có, vì vậy khi mà chụp là chụp cho nhiều vào, đừng cái chụp ít rồi về mà cái trúng tấm hình, mấy tấm hình nó xấu đều hết với nhau thì lại khó ăn nói nữa các bạn. Kết thúc vâng, bình thường giống như vậy là xong rồi các bạn, là mình giao hàng ok rồi đó. Bây giờ mình giao cũng được thôi, nhưng mà những cái tấm hình chân dung như này
Đầu tiên là mình phải trắng răng cái nè, có thể là bóp bớt cái càm, bóp càng này vài giây các bạn, bóp bớt cái phần eo đó. Những tấm này thì không cần bóp đâu, chủ yếu là những tấm mà chân dung vậy nè thì mình bóp bớt xíu cho đẹp thôi đó. Đó là bóp cho này đây, trắng thẳng cái eo nó gọn vô một chút nữa, ok là đẹp các bạn. Mình ra cái này là mình chọn hai màu khác này, cái này cũng không quan quan trọng. Ha, bên chân dung thì cái màu sắc nó ok hơn các bạn thấy không? Bên standard này, standard cái mình đang để đúng không? Mình chuyển qua standard này, nhìn nó bị vàng hơn, không nó không bị hồng, nó không có hồng hào các bạn. Nhiều lúc mình ngồi mình nói mình giãn ra cho nó đỡ mỏi nên nó mới sai cái mic thì nó âm thanh nó chỉ nhỏ hơn. Các bạn cố gắng lắng nghe nha, mà cũng lắng nghe cũng không sao đâu, những phần nó xa xa nó cũng không quan trọng lắm đâu, không có bí mật gì đâu, nhiều lúc nghe không rõ cũng không sao. Cái này tâm sự trong lúc làm việc thôi, mình gặp những tình huống như thế nào gì đó rồi mình xử lý như thế nào cho đẹp. Rồi là bây giờ là xuất hình nha các bạn. Xuất hình thì bấm một cái hình tấm hình nào đó đi, Ctrl A đi cho nó chọn tất cả nè. Này nó select nè, của bạn là 214 photo đúng không? Select 214 tấm nè. Ok, export. Các bạn export ra để các bạn đây là lắp bút hơn. Ok. Các bạn xuất ra để các bạn còn edit bên Photoshop nữa, cho nên cái thông số này các bạn phải tăng cao lên nha các bạn. Hoặc là mình để full luôn. Full luôn thì nó nặng lắm. Qua bên đó Photoshop nó chạy nó sẽ làm chậm hơn. Mình xuất khoảng 4.000 đi, 4.000 lát mình giảm kia. Mình giảm còn 2.000 rưỡi. 2048 cũng được. Tại vì mình gửi qua bên Zalo cho nên 2048 cũng được các bạn. Ở đây mình xuất 4.000 đi. 4.000. Ok. Chế độ này là 240, nó mặc định của nó là bạn. Cao nhất hiển thị folder. Ok, xuất nha. Vâng, quá trình xuất này có thể mất 15 20 phút. 15 20 phút các bạn. Mình sẽ tua nhanh qua phần này. Rồi mình sẽ kết nối những cho tới lúc nó hết bỏ xong. Xin chào.